Dạ đừng buồn nữa con. Cô nhỏ phải đi. Tại cô nhỏ có chuyện riêng đó con. Nhưng mà ơi, nhưng mà cô nhỏ không có muốn đi. Cô nhỏ nắm tay con, nhỏ chỉ muốn với ba con thôi à. Đúng không? Con sợ là Dương nó ăn hiếp cô nhỏ. Không sao đâu con. Chú Ngọt không ăn hiếp mẹ Loan đâu. À, chú Ngọt không ăn hiếp cô út nhỏ đâu con. À, chú Ngọt thương cô út nhỏ mà. Chú Ngọt giận cô út nhỏ đi là tại cha đó. Tại sao lại là tại cha chứ? Vậy nó không làm gì con nhỏ đâu. Hay là do nhìn nhầm con nhỏ là mẹ Loan cho nên. Con còn nhỏ lắm, con không hiểu đâu. Mai mốt á, sau này con lớn lên con sẽ hiểu. Nói chung là tại cha không phải là người tốt. Cha không được tốt. Cha đừng có buồn nữa. Chắc là tại cha nhớ mẹ Loan giống mặt dẻ. Cho nên cha nhìn nhầm gốc nhỏ là mẹ Loan. Cha đừng buồn nữa. Để về cha con. Ờ đúng rồi. Tại cha khờ. Cha nhìn lộn. Đừng buồn nữa nha con. Dạ. Hứa với cha nha. Dạ con hứa.